Trí tuệ nhân tạo tạo sinh Generative AI được cho là điều bùng nổ nhất trong thế giới việc làm năm 2023, nhưng hóa ra cú nổ không mấy vang dội như ta tưởng. Năm 2023 đang kết thúc với nhiều vỡ lẽ đối với các lãnh đạo doanh nghiệp, những người nhận ra rằng họ vẫn khó nắm bắt khi nào thì nên sử dụng AI, sử dụng như thế nào, hay thậm chí liệu họ đã sẵn sàng với AI hay chưa. Mặt khác, từ ngữ Blazer trỗi dậy sau đại dịch nói về xu hướng kết hợp giữa công tác và du lịch. Đó là một số xu hướng đáng chú ý trên thị trường việc làm năm 2023. Vậy, điều gì sẽ đến trong năm 2024? Đây là Tây Mơ vào nghề và hãy cùng tụi mình tìm hiểu ngay sau đây. Liệu trí tuệ nhân tạo có đánh cắp việc làm của chúng ta? Theo chuyên gia Pension Coach từ công ty tư vấn công nghệ Access Partnership nhận định, tình trạng sa thải hàng loạt vì ứng dụng công nghệ AI sẽ tạm dừng trong năm 2024. Như vậy, người lao động không thể thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn nhiều áp lực trước mắt. Lập trình viên, chuyên viên phân tích tài chính, người cung cấp dịch vụ khách hàng và thiết kế đồ họa sẽ là những ngành nghề bị ảnh hưởng lớn nhất do sự trỗi dậy của AI. Ngược lại, các nghề nghiệp như thợ sửa ống nước, thợ làm vườn, cố vấn kinh doanh và lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ ít bị ảnh hưởng hơn. Tác động của AI đối với các đối tượng lao động là không đồng đều như nhau, theo chuyên gia Pensenko cho biết. Dĩ nhiên, những người lao động nào biết nắm bắt và lên kế hoạch thích ứng với công nghệ AI sẽ dễ thăng tiến hơn khi AI tạo sinh hay còn gọi là Gen AI ngày càng trở nên phổ biến. AI tạo sinh, Gen AI, là một loại trí thông minh nhân tạo tập trung vào việc tạo ra nội dung, dữ liệu mới dựa trên dữ liệu hiện có. Đây cũng là một phần ứng dụng của lĩnh vực máy học Machine Learning. Cũng giống như các dạng trí tuệ nhân tạo khác, AI sẽ học cách thực hiện các hành động được yêu cầu nhờ vào các dữ liệu đã thu được trong quá khứ. Nhưng thay vì chỉ đơn giản là phân loại hoặc xác định dữ liệu như các AI phổ biến khác, Gen AI sẽ tạo ra nội dung hoàn toàn mới từ văn bản, hình ảnh, thậm chí cả mã máy tính dựa trên quá trình đào tạo đó. Chuyên gia cô nhận định, trong tương lai sẽ hình thành nghề thực hành AI, AI Practitioner, chịu trách nhiệm tìm cách tận dụng AI một cách phù hợp và hiệu quả nhất trong từng lĩnh vực của tổ chức hay doanh nghiệp. Một con đường khác để người lao động chung sống cùng AI là mở rộng kỹ năng của bản thân một cách toàn diện hơn. Chuyên gia Cole khuyên rằng, ví dụ một graphic designer có thể phát triển chuyên môn về marketing và chuẩn hóa quy trình thiết kế, từ đó có thể dẫn dắt các chiến dịch quảng cáo. Năm 2024 cũng sẽ chứng kiến nhiều cuộc bầu cử quan trọng ở Hoa Kỳ, châu Âu, Ấn Độ và Đài Loan. Và nhà phân tích Lavina Ayer từ Bộ phận Tình báo Kinh tế thuộc tập đoàn Economist dự đoán rằng Gen AI trong tương lai gần sẽ ảnh hưởng tới chính trị nhiều hơn kinh doanh. Bà Aya nói, Gen AI và nội dung giả, fake content mà nói tạo ra có thể dẫn tới lan truyền thông tin sai sự thật và làm xói mòn niềm tin vào các quy trình chính trị, đồng thời đe dọa tính hợp pháp. Bất kỳ sự can thiệp bầu cử nào sử dụng AI ở thời điểm này đều sẽ tác động đến sự tin cậy nói chung đối với AI. Như vậy, Gen AI vẫn còn rất mới mẻ và cần thêm thời gian để len lỏi vào môi trường công sở của chúng ta. Vậy năm 2023 còn có những xu hướng đáng chú ý nào khác? Theo Straits Times, thị trường việc làm đã trở nên toàn cầu hóa hơn nhiều trong năm 2023 và đang xuất hiện rất nhiều nhà tuyển dụng quốc tế. Theo khảo sát của IDC, cứ 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Singapore thì có hơn 3 doanh nghiệp sử dụng phần mềm quản lý Employer of Record EOR để quản trị đội ngũ làm việc từ xa. Đa số các công ty dự kiến ứng dụng mô hình này mạnh mẽ hơn trong năm 2024. Ông Charles Van Dierborg, giám đốc điều hành của Remote.com cho biết, chúng tôi nhìn thấy nhiều tổ chức quốc tế muốn tuyển dụng người Singapore, cũng như nhiều doanh nghiệp Singapore muốn mở rộng thị trường quốc tế và tận dụng các tài năng không phân biệt biên giới. Một xu hướng việc làm khác là sự trở lại của các chuyến đi công tác kết hợp với du lịch. Hiệp hội Doanh nhân Du lịch Toàn cầu GBTA cho biết, các du khách đi công tác ở Singapore đã chi tiêu giống như mức năm 2019, cho thấy ngành du lịch của đảo quốc sư tử tiếp tục phục hồi sau đại dịch. Catherine Logan, giám đốc khu vực của GBTA cho biết, sự phục hồi du lịch ở Đông Nam Á đang được thúc đẩy bởi các yếu tố, bao gồm việc mở cửa trở lại của Trung Quốc, sự hồi phục của các nền kinh tế quan trọng trong khu vực và sự hồi sinh của hoạt động kinh doanh du lịch quốc tế. Những người lao động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, thương mại, bán lẻ và giáo dục có nhiều khả năng sẽ quay trở lại công tác và du lịch nhất. Bà Logan trích dẫn một cuộc khảo sát của GBTA cho biết, trên toàn cầu, 62% người đi du lịch đang ưu tiên kiểm soát chi phí. Tuy vậy, chỉ có 14% lên kế hoạch hạn chế đi công tác vào năm 2024 vì lý do lo ngại về kinh tế. Bạn biết không, theo báo cáo mới nhất từ cộng đồng trực tuyến Internations, ba thành phố hàng đầu dành cho expat, người lao động, chuyên gia nước ngoài vào năm 2023 đều nằm ở Tây Ban Nha. Malaga, một thành phố cảng ở phía nam Tây Ban Nha, giữ vị trí số 1 là thành phố hàng đầu, nơi người lao động nước ngoài cảm thấy hạnh phúc nhất, xét trên các tiêu chí về đời sống xã hội, tài chính và công việc. Thành phố tốt thứ 2 là Alicante, một điểm đến ven biển khác, và chỉ cách thành phố thứ 3, Valencia, khoảng 2 giờ lái xe.
Nhìn chung, các địa phương ở Tây Ban Nha thống trị danh sách các thành phố tốt nhất trong báo cáo Expert Insider vào năm 2023, xếp hạng 49 thành phố toàn cầu trong năm nay, và Madrid đứng ở vị trí thứ 6, trong khi Barcelona đứng ở vị trí thứ 13. Ông Manziek, giám đốc điều hành đồng sáng lập của Internation, cho biết mỗi thành phố của Tây Ban Nha đã thể hiện rất tốt trong các yếu tố góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người nước ngoài. Chẳng hạn như ai cũng thích tận hưởng khí hậu và thời tiết ấm áp, có nhiều lựa chọn giải trí, trải nghiệm cuộc sống về đêm và ẩm thực tuyệt vời, cũng như có nhu cầu về dịch vụ sức khỏe tốt. Tây Ban Nha cũng được coi là một trong những quốc gia khỏe mạnh nhất thế giới. Người dân nước này có tuổi thọ cao nhất trong Liên minh châu Âu. Tuổi thọ trung bình ở Tây Ban Nha là 82,4, cao hơn mức trung bình 80,6 của cư dân EU nói chung. Những người mới đến sống và làm việc ở Tây Ban Nha cũng nói rằng thật dễ dàng để hòa nhập, kết bạn và cảm thấy được chào đón tại ngôi nhà mới. Chẳng hạn như Malaga là một trong những thành phố thân thiện nhất thế giới, theo bản khảo sát. Trong khi đó, người lao động nước ngoài đánh giá cao về chi phí sinh hoạt thấp ở Alicante, cơ hội du lịch hấp dẫn ở Valencia, cũng như văn hóa và cuộc sống về đêm của Madrid. Barcelona xếp hạng thấp nhất trong số các thành phố ở Tây Ban Nha, nơi người nước ngoài ít hài lòng hơn với chi phí sinh hoạt và nói rằng việc hòa nhập vào cộng đồng địa phương không hề dễ dàng. Chính phủ Tây Ban Nha gần đây đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người nước ngoài đến nước này để làm việc từ xa bằng cách triển khai thị thực du mục kỹ thuật số Digital Nomad Visa. Ở phần đầu chương trình, tụi mình đã nói về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Quả thật, lĩnh vực này có nhiều công việc với thu nhập hấp dẫn trong tương lai. Trên thực tế, các kỹ sư máy học Machine Learning và nhà khoa học dữ liệu đã giữ vị trí cao trong danh sách những công việc tốt nhất theo Indeed.com thống kê trong nhiều năm. Ngoài ra, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ ước tính các cơ hội trong lĩnh vực nghiên cứu thông tin và máy tính có thể tăng 23% trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến 2032. Sau đây là 6 công việc ứng dụng AI đáng khao khát nhất. Đầu tiên là kỹ sư trí tuệ nhân tạo AI. Kỹ sư AI là những chuyên gia sử dụng AI và kỹ thuật máy học Machine Learning để phát triển các ứng dụng và hệ thống giúp các tổ chức hoạt động hiệu quả hơn. Kỹ thuật AI tập trung vào phát triển các công cụ, hệ thống và quy trình cho phép áp dụng AI vào các vấn đề trong thế giới thực. Các thuật toán được đào tạo bằng dữ liệu giúp chúng học hỏi và hoạt động tốt hơn. Các kỹ sư AI có thể giúp cắt giảm chi phí, tăng năng suất và lợi nhuận, cũng như có thể đưa ra các khuyến nghị kinh doanh, mức lương trung bình khoảng 113.000 đô la mỗi năm. Thứ hai là kỹ sư máy học Machine Learning Engineer. Kỹ sư máy học là những chuyên gia nghiên cứu, xây dựng và thiết kế AI, chịu trách nhiệm về máy học. Họ duy trì và cải thiện các hệ thống AI hiện có. Kỹ sư máy học thường đóng vai trò là người liên lạc với các nhà khoa học dữ liệu, cùng với những người phát triển mô hình xây dựng hệ thống AI. Họ tiến hành các thử nghiệm và kiểm tra, thực hiện phân tích thống kê và phát triển hệ thống máy học, mức lương trung bình vào khoảng 123.000 đô la mỗi năm. Thứ ba là kỹ sư dữ liệu Data Engineer. Các kỹ sư dữ liệu xây dựng các hệ thống thu thập, quản lý và chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có thể sử dụng được. Họ làm cho dữ liệu có thể dễ dàng truy cập để các tổ chức có thể sử dụng dữ liệu đó nhằm đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất. Kỹ thuật dữ liệu là một lĩnh vực rộng lớn, có các ứng dụng trong hầu hết các ngành nghề, mức lương trung bình vào khoảng 104.000 đô la mỗi năm. Thứ tư là kỹ sư robot. Các kỹ sư robot phát triển các ứng dụng robot cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm ô tô, sản xuất, quốc phòng và y học. Một kỹ sư chế tạo robot có thể sẽ thiết kế các sản phẩm mới hoặc lắp ráp nguyên mẫu để thử nghiệm. Một số kỹ sư sẽ làm việc tại chỗ ở nhà máy sản xuất để giám sát robot khi chúng được sản xuất, trong khi những người khác giám sát hiệu suất của robot trong thế giới thực. Kỹ thuật robot là nghề kết hợp các yếu tố của kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện với khoa học máy tính, mức lương trung bình là 99.000 đô la Mỹ. 5. Kỹ sư phần mềm. Họ là những người phát triển, tạo ra phần mềm cho máy tính và ứng dụng. Họ sử dụng ngôn ngữ lập trình, nền tảng và kiến trúc để phát triển mọi thứ, từ trò chơi máy tính đến hệ thống điều khiển mạng. Kỹ sư phần mềm cũng kiểm tra, cải tiến và bảo trì phần mềm do các đồng nghiệp khác phát triển. Nếu bạn là người có tư duy phân tích, thích giải quyết vấn đề và cải tiến hệ thống kỹ thuật số, bạn có thể thấy nghề nghiệp này rất hứa hẹn, mức lương trung bình là 119.000 đô la Mỹ. 6. Nhà khoa học dữ liệu. Các nhà khoa học dữ liệu xác định những câu hỏi mà một tổ chức hoặc doanh nghiệp nên đặt ra và giúp họ tìm kiếm câu trả lời bằng cách sử dụng dữ liệu. Nhà khoa học dữ liệu thường phát triển các mô hình dự đoán được sử dụng để lý thuyết hóa và dự báo các mô hình cũng như kết quả. Nhà khoa học dữ liệu có thể sử dụng kỹ thuật học máy để cải thiện chất lượng dữ liệu hoặc sản phẩm. Mức lương trung bình là 127.000 đô la Mỹ. Nhiều công việc trong lĩnh vực AI yêu cầu bằng cử nhân trở lên, dù vậy đối với một số vị trí cấp đầu vào, bạn có thể chỉ cần bằng cao đẳng hoặc có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp. Thông thường, các chuyên gia AI có bằng đại học về khoa học máy tính, toán học hoặc một số lĩnh vực có liên quan. Và đó là nội dung của tập Tay Mơ Vào Nghề hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.